cuộc thi nhau gửi tất cả các bác và anh em cùng nhau lắng nghe cái chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke rất là đẳng cấp. Ok chưa? Đây là băng số 15 các bác nhá. Một đêm anh mơ mình diễu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu thì bàn tay anh đan diều em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta ao thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong máu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ok, đấy, tắt cái nhạc đi nhá. Tắt điện thoại em, tắt điện thoại em. Ok các bác nhá, đấy thì hôm nay thì em có một cái băng số X5. Đấy cũng như là em setup qua một cái bộ dàn karaoke ok gia đình rất là chuẩn mực cho tất cả các bác ở đây để anh em vừa cùng nhau lắng nghe. Đấy ở đây thì có con băng M5 nhá. Sáng nay em gửi cho ông anh ở Hải Phòng. Đó thì tất cả các bác có thể xem và mọi người có thể là lắng nghe cái chất lượng âm thanh vừa rồi. Ở đây thì em hai đang ghép cho tất cả các bác là một đôi loa Sansui. Đấy đôi loa này là đôi loa của Nhật các bác nhá. Đấy dòng loa Nhật thì phải nói với các bác là đỉnh cao rồi. Đó con này là mã là V12. Tắt điện thoại đi cô. Đấy V12. Con này là mã là hoạt động từ 50Hz cho đến 20kHz này. Đấy, mã số là 4 công suất là 400W này. Maximum là 1600W này. Đó, con này độ nhạy 98dB các bác nhá. Đấy, loa này thì quá là ok. Con này em có làm video cho tất cả các bác thì con này nó sử dụng bát tép là BMC ok cho các bác. Đấy, loa Sansui. Và một con súp 50. Đấy, con này là con GH, con này là từ 22V100 các bác nhá. Đấy, súp 50 ở đây thì em đang chơi một con đẩy 3 kênh. Đó, một con đẩy 3 kênh là 600 600 1200. Ok chưa? Đấy 600 600 1200 các bác nhá. Và một con quản lý nguồn của JD này. Đó đây này, JD quản lý nguồn này đang báo điện rất là yếu đây các bác nhá. Đấy điện 170 180 đây này. Đó, một con băng số M5 đây. Đấy chiều nay em sẽ đóng em gửi khách nhá. Và một con mic của JD. Thì thực tế với tất cả các bác cái này các bác sẽ có 4 cái chế độ để các bác hát karaoke nhá. Mọi người có thể là 100% là các bác sử dụng ở trên điều khiển đều ok. Và thứ hai nữa, đối với dòng sản phẩm ở cửa hàng bên em Hai Audio thì tất cả các bác đều được sự bảo hành rất là dài hạn và rất là lâu. Và ở đây thì cửa hàng bên em cũng nói thật với tất cả các bác là khi tất cả các bác sử dụng thì cửa hàng bên em luôn luôn bảo đảm cái chất lượng tốt nhất cho tất cả anh em, từ cái chất lượng âm thanh cho đến cái chất lượng hàng hóa. Đấy, tất cả đây em bảo hành ít nhất là 6 tháng các bác nhá. Còn những cái đồ như bảo hành của cái dòng mới này là 1 năm cho đến 2 năm này. Đó, các bác chơi là vô tư này, đây là mic này. Đó, con này nó hơn 3 triệu nhá, 3,2 triệu ok chưa các bác? Và cái dòng này thì cửa hàng bên em Hai Audio sẽ có cái chương trình ở đây thì em setup ở đây. Bác nào ưng những cái bộ karaoke, bộ dàn. Đấy, đặc biệt là bác nào mà đang muốn sử dụng những con vang số thì tất cả các bác có thể chơi nhá. Còn em Hai Audio thì nói thật với tất cả các bác là chỉ bảo đảm được cái chất lượng tốt nhất và công suất tốt nhất, cũng như là cái bảo đảm hàng ngon nhất cho tất cả các bác thôi. Còn bảo là bây giờ mà rẻ mà ngon thì cửa hàng bên em Hai không có đâu các bác nhá. Ok chưa? Đấy thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em Hai để ở trên đầu bài nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Đấy các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em Hai một nút like nhá. Bye bye.